Rồi. Bài 89. Hỗn hợp X gồm 3 peptide đều ở dạng bạch hở có tỷ lệ mol tương ứng là 1:1:3. Câu 89. Hỗn hợp X là 3 amino acid, là 3 peptide. 3 peptide có tỷ lệ mol là 1:1:3. Thủy phân hoàn toàn M gam X thu được hỗn hợp sản phẩm M gam X. Thủy phân hoàn toàn tức là cộng với nước thì ta thu được hỗn hợp sản phẩm gồm 14,24 gam ala và 8,19 gam vanin. Đấy. Biết tổng số liên kết peptide trong phân tử của 3 peptide trên đều nhỏ hơn 13. Rồi thế bây giờ em tính thầy số mol của ala là bao nhiêu mol? Hôm trước mình tính rồi đấy. À 0,16 đúng rồi. Ala 0,16 mol. Thế còn valin. Valin là van. Không phải hôm trước mình tính ra 0,07 thì phải. Đúng rồi. Đấy, vậy thì bây giờ em lập thành cái tỷ lệ. Lập tỷ lệ. Lập tỷ lệ là số mol của ala trên số mol của van bằng 0,16 trên 0,7. Bao nhiêu? Bằng 2 á, lập tỷ lệ đúng để đúng phân số. Để đúng phân số mà. Ờ, bằng 16/7. Đấy, bằng 16/7. Ok. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cái bài này thực ra ấy, nó chỉ là làm một cách ước lượng thôi, nó không thể làm một cách chính xác được. Ước lượng là như thế nào? Ước lượng là như thế nào? Bây giờ em làm thế nào mà đọc cho thầy 3 cái peptide mà thủy phân ra thu được 16 cái ala mà thu được 7 cái van. Đấy, tỷ lệ 16:7 thì tức là cái ala này ứng với 16 phân tử, thế còn van này ứng với 7 phân tử. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ có thể vẽ bất kỳ nào cho nó để nó phù hợp thôi. Đây. Ví dụ nhá, ala 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 vân vân như nào đó. Cái này là 1. Tỷ lệ 1:1:3 mà, vậy là 1 này. Xong thì ala 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 xong rồi chấm 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 van như nào đó. Đây một cái này. Sau thì ala ala xong rồi van van chấm chấm như nào đấy, ba cái tỷ lệ 1:1:3 tức là ngày 1 mol, thằng ngày 1 mol, thằng ngày 3 mol. Bây giờ em tính làm nào mà ra được đủ 16 cái ala và 7 cái van là được. Em có thể vẽ bất kỳ, em có thể vẽ cách này hoặc vẽ cách khác, vẽ cách nào cũng được, mà em làm sao mà đủ 16 cái ala và đủ 7 cái van. Ví dụ nhá, 1, 2, 3, 4, 4 nhân với 1 là 4 ala này, 1, 2, 3, 4 nhân với 1 là 4 ala này, 1, 2 nhân với 3 là mấy? 6. Đây 4 cái, đây 4 cái, 6 cái đã đủ 16 cái chưa? Chưa. Đây bây giờ 4. Đấy cộng này là 6, 4 4 là 10, à 4 4 là 8, 8 cộng với 16 cộng với 6 là ra bao nhiêu? Nó chưa đủ đúng không? Mới 14 cái thôi, chưa đủ 16. Vậy em viết tiếp vào.
Viết tiếp vào thầy thêm một cái gì nữa, một cái ala nữa, viết tiếp thêm một cái gì, một cái ala nữa, giả sử như thế. Bây giờ thử đếm lại xem đủ 16 cái ala chưa. 1, 2, 3, 4, 5 nhân 1 là 5 này, 1, 2, 3, 4, 5 nhân 1 là 5 này. Đấy, 5 cộng với 5 là bằng 10 này. 1 cộng 1 là 2, 2 nhân với 3 là 6, 6 cộng 10 ra gì? 16 cái ala. Thế nhưng cái van xem đủ 7 không nhá. Giả sử đây một cái. Một cái nhân với 1 thì được 1 này. 2 cộng với 1 cộng 1 là 2, 2 nhân 3 là 6, 6 cộng 1 thì là gì? Đủ vừa 7 cái đúng không? Đấy, nếu không đủ ra viết thêm vào. Thế ngoài ra thì chúng ta còn nhiều cách khác em ạ. Ta còn nhiều cách khác. Đấy, nhiều cách khác để làm sao mà cũng đủ 16 ela 7 cái văn là được. Cách khác ví dụ nhá. Ví dụ này. Ala 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 1 2 3 ala van đấy chẳng hạn. Ví dụ thế. Ala 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 van đây chẳng hạn. Rồi. Ala ala van đây chẳng hạn. Ok, vẫn một cái, vẫn một mon. Vẫn tỷ lệ 1 mà, 1 chia 1 chia 3. Bây giờ mình thêm bớt nào đó cho nó phù hợp thôi, ước lượng mà. 1 2 3 4. 4 này, 1 2 3 4 8 này. Van à, ala mới ala là mới có 2 2 nhân với 3 là mấy? À, 6 cộng với 8 14 mới thiếu, vậy thêm thầy ala vào đây. Đấy, thêm ala nữa vào thì có là 2 1 cộng 1 cộng 1 là 3 này, 1 2 3 3 nhân 3 là 9. 9 đúng không? Ờ 9 9 87 bớt một cái ở trên cho thầy. Đấy, bớt một cái ala ở trên đi. Đấy, vậy thì đủ 16 chưa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 cộng mấy ở dưới là 9 là 16. Rồi, mình tính van nhé. Van đây là mấy có? 1, 1 là 2. Ở đây là mấy đây? 3 cộng 2 mới là mấy? 5 đúng không? Chưa đủ. Vậy thì đây là van nhân 3 là 3 là 3 đúng không? 3 mà đây cộng 1 cộng 1 là 2, thế tổng lên 5 van thôi. Đấy, chết đủ. Vậy thêm cho thầy vào. Thêm thầy một cái van vào đây nữa. Là 6 đúng không? Thêm một cái van đây nữa là mấy? Là 7. Đấy, làm nào cứ xếp làm sao cho đủ 16 ala và 7 cái van là được. Rồi. Đếm lại nhá. 1 2 3 4. 4 cộng với 3 bằng 7. Đấy, thế là đủ 7, 16 cái ala và 7 cái van là được. Thế bây giờ đề bài này cho là tổng số liên kết peptide ở trong cả hai ở trong cả ba cái nó không quá 13. Xem đúng có quá 13 không nhá. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Đấy, chưa đủ à, chưa quá. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Đấy, cũng không quá. Nhưng đều được. Cả hai trường hợp này đều được. Giả sử thầy viết với trường hợp 1 này. Trường hợp 1 này. Rồi. Thế em có biết là số mol ala, số mol ala là 0,16. Đấy. Số mol van là 0,07. Vậy thì bây giờ thầy đặt số mol thằng này là x. Thằng này x này. Thằng này sẽ là gì? X thằng này sẽ là gì? 3x. Tỷ lệ nó là 1 1 3 thì tức là nếu đặt đây x x đây sẽ là 3x. Vậy thì suy ra số mol ala ở đây sẽ là 1 2 3 4 5. Số mol ala đây là 5x. Được chưa? 5x. Số mol ala đây sẽ là 1 2 3 4 5 5x. Số mol ala ở đây sẽ là 1 2 2 nhân với 3 là 6x. Tất cả là tổng là 16. 16x bằng 0,16. Vậy x sẽ bằng bao nhiêu? Đúng rồi, x bằng 0,01. Đấy.
Vậy thì có nghĩa là số mol của mỗi một cái peptide này đều là 0,01 hết. 0,01. Đấy, 0,01. Đấy, 0,01. Vậy cái này chắc là gì? 0,03. Rồi, thế bây giờ yêu cầu là tính M. Tính M nghĩa là gì? Nghĩa là bây giờ em áp dụng một toán khối lượng, là khối lượng của peptide này sẽ bằng khối lượng của ala cộng khối lượng của van trừ khối lượng của nước. Mà khối lượng của nước thì chính bằng mol của nước nhân với 18. Mà mol nước thì bằng mol của cái liên kết này này. Vì khi phản ứng đấy, nước sẽ tấn công vào đây. Nước tấn công vào đây. Mỗi liên kết này sẽ nước có tấn công vào. Đấy, vậy ở đây có mấy nước vào nhỉ? 1 2 3 4. 4 nước. 4 nước nhân với 0,01. Vậy suy ra nước đây sẽ là 0,04. Ở đây là 1 2 3 4 5. Đấy, 5 nhân 0,01 là 0,05 mol nước nữa. 1 2 3 3 mà nhân với 0,03 là 0,09 mol nước nữa. Vậy tổng cộng mol nước ở trường hợp này suy ra mol của HCO bằng 0,18. Vậy suy ra khối lượng của cái peptide này này, M gam này, sẽ bằng tổng khối lượng của hai thằng này trừ đi khối lượng của nước, 14,24 cộng với 8,19 trừ đi 0,18 nhân với 18. Ra bao nhiêu? Để xem có đáp án không. Rồi. Ra bao nhiêu? 19,19 à? Gam là C. Để ta thử với trường hợp này. Trường hợp 2 thì cũng tương tự như vậy. Ta cũng sẽ tìm được số mol của lần này là 0,01. Cũng 0,01. Số mol này cũng 0,03. Vậy nước ở đây sẽ là bao nhiêu? Nước ở đây sẽ là 1,2,3,4 suy ra nước đây không phải không bốn nước. Đấy, đây là HCO nha. Đây sẽ là 1,2,3,4,5 0,05 1,2,3 nhân với 0,03 0,09. Vậy tổng cộng nước sẽ là vẫn không phải. Hơn 18. Nó có thể giống không? Nó vẫn giống và kết quả là vẫn thế thôi. Đấy, có nghĩa là ta có thể vẽ bất cứ cái gì, vẽ bất cứ kiểu gì nó vẫn là 0,18 thôi. Đấy. Đó suy ra là khối lượng của peptide vẫn bằng 19,19 gam thôi. Không thay đổi. Em hiểu chưa? Đấy là lý do vì sao mà buổi trước là chúng ta chưa làm được, là vì là chúng ta cứ cố giải theo chính xác, nhưng thực ra bài này không giải chính xác được, dùng phương pháp ước lượng thôi. Nó có rất là nhiều cặp, nó có rất là nhiều cái bộ nghiệm như này, nên là chúng ta không thể giải chính xác được. Em hiểu chưa? Bài tiếp nào. Bài tiếp là bài nào chưa được thầy hướng dẫn tiếp. Là 94.
Câu 94. Một hợp chất X mạch hở có công thức là C4H9NO2. Một hợp chất X mạch hở có công thức phân tử là C4H9NO2. Cho 10,3 gram X phản ứng vừa đủ với NaOH sinh ra một chất khí Y và dung dịch Z. Khí Y nặng hơn không khí làm giấy quỳ tím ẩm chuyển màu xanh. Dung dịch Z có khả năng làm mất màu nước brom. Cô cạn Z thu được M gam muối khan. Giá trị của M là